Chào các mẹ, chào mừng các mẹ đến với chuỗi video Ăn Dặm Thật Là Vui. Mình là Nguyễn Hà, hiện mình đang là mẹ của một cậu bé 6 tuổi, đồng thời cũng đã đồng hành cùng với hơn 20.000 mẹ và bé trên khắp Việt Nam cùng lắng nghe, cùng chia sẻ với các mẹ trong quá trình nuôi con. Thì trong video này thì Hà sẽ trả lời cho các mẹ hai câu hỏi: thế nào là ăn dặm và khi nào thì chúng ta nên cho con của chúng ta ăn dặm. Ăn dặm rất đơn giản là chúng ta bắt đầu cho con ăn dặm, ăn thêm những thực phẩm khác ngoài sữa. Có nghĩa là con của chúng ta sẽ bắt đầu vào giai đoạn là ăn thêm những thức ăn như là cháo, là rau củ quả, là chất đạm hay là hoa quả. Và ăn dặm sẽ là một giai đoạn vô cùng quan trọng của các con, vì các con sẽ cùng ngoài ăn dặm ra, ra học được rất là nhiều những kỹ năng trước, kỹ năng trong quá trình mà con ăn dặm. Do vậy thì các mẹ cần chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đồng hành cùng với con nhé. Cái thứ hai là khi nào thì chúng ta bắt đầu cho con ăn dặm được? Câu trả lời đấy là chúng ta nên cho con ăn dặm vào trong khoảng thời gian 6 tháng tuổi của bé. Bởi vì 6 tháng đầu thì thức ăn tuyệt vời nhất của con đấy là sữa mẹ. Vậy thì có rất là nhiều mẹ hỏi Hà rằng là: chị ơi, bé nhà em 3 tháng, bé nhà em hơn 3 tháng thì em có nên cho con ăn dặm không? Bởi vì là con bắt đầu có vẻ đòi ăn rồi chị ạ. Thì câu trả lời của Hà là không. Chúng ta không nên cho con ăn dặm sớm quá cũng như muộn quá. Ăn dặm sớm quá, ví dụ như trước 4 tháng tuổi, thì khi đấy hệ tiêu hóa của con của chúng ta chưa phát triển. Vậy thì nếu chúng ta cho con ăn dặm sớm như vậy, con có khả năng bị ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, có thể bị hại thận, con có thể bị dị ứng cao, và đặc biệt là sau này bé có thể đối diện với một nguy cơ là nguy cơ béo phì, đang là một vấn nạn rất là lớn hiện nay. Do vậy thì nhớ là trước 4 tháng chúng ta sẽ không cho con ăn dặm. Chúng ta có thể bắt đầu cho con ăn dặm trong khoảng thời gian 4 tháng tuổi. Tuy nhiên, giai đoạn quan trọng nhất và đúng đắn nhất vẫn là trong khoảng thời gian 6 tháng tuổi. Và chúng ta cũng không nên cho con ăn dặm muộn quá, ví dụ đặc biệt là sau 7 tháng tuổi. Bởi vì nếu chúng ta cho con ăn dặm sau 7 tháng tuổi thì khi đấy những cái vi chất trong cơ thể của con khi mà được sinh ra đã bắt đầu thiếu hụt dần đi, đặc biệt con có nguy cơ là thiếu sắt và thiếu kẽm. Cái thứ hai là giai đoạn 6 tháng tuổi cũng là giai đoạn rất là quan trọng để con học những kỹ năng, và đây là giai đoạn vàng để cho con của chúng ta học kỹ năng ăn uống. Do vậy thì nên bắt đầu cho con ăn dặm trong khoảng thời gian 6 tháng tuổi, các mẹ nhớ chưa ạ? Vậy thì khi nào thì chúng ta nhận biết được rằng con của chúng ta đã sẵn sàng ăn dặm để chúng ta có thể cho con ăn dặm? Có 4 cái dấu hiệu để biết rằng bé đã sẵn sàng ăn dặm hay chưa. Dấu hiệu đầu tiên là con của chúng ta đã có thể giữ thẳng cổ. Bởi vì khi con giữ thẳng cổ được là khi đấy con có thể có nuốt được thức ăn thẳng từ dì miệng xuống dưới đến dạ dày. Dấu hiệu thứ hai là bé đã có thể ngồi được thẳng, hoặc là bé đã có thể ngồi khi mà được hỗ trợ từ người lớn. Ví dụ như có thể ngồi dựa vào người của ông bà bố mẹ hoặc là dựa vào ghế. Nhớ nhá, bé được hỗ trợ thì bé có thể ngồi được. Dấu hiệu thứ ba nữa, đấy là con của chúng ta đã không có phản xạ là thè lưỡi đẩy ra khi chúng ta đút thìa vào. Bởi vì phản xạ thè lưỡi đẩy ra khi cho con chúng ta đút thìa vào là phản xạ của bé khi bắt đầu khi đang bú, bú tim mẹ, được chưa ạ? Và dấu hiệu thứ tư cũng là dấu hiệu cuối cùng, là dấu hiệu rất là vui, đấy là bé đã bắt đầu có thói quen là gì ạ? Có phản xạ há miệng ra khi chúng ta cho thức ăn vào, hoặc là nhiều bé còn rất là đáng yêu nữa là gì ạ? Cứ chóp chép nhai khi mà nhìn người lớn ăn, thì đấy là một phản xạ rất là vui của các bé. Và khi đấy bé thấy rằng là gì ạ? Bé bắt đầu muốn ăn, muốn được giống như người lớn, muốn được giống như mẹ và muốn được trải nghiệm giai đoạn mới. Vậy thì chúng ta hãy nhớ rằng là khi nào cho con nên ăn dặm thì là trong khoảng thời gian từ 4 tháng đến 6 tháng tuổi, và chúng ta hãy quan sát các dấu hiệu của con để biết rằng con của chúng ta đã sẵn sàng hay chưa nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.